của anh như nào khi mà Hà Nội đã lần thứ 5 vô địch giải V-League? Cảm xúc mình rất là vui sướng và rất là tự hào về đội bóng của mình đã 5 lần vô địch và là đội vô địch nhiều nhất ở V-League. Anh có thể chia sẻ cho anh thêm là sao hôm nay đội mình lại mặc chiếc áo kinh ở V-League không? Có ý nghĩa gì ở đằng sau này không? Áo kinh ở V-League rồi vì chúng tôi muốn thể hiện chúng tôi đang là nhà vua của giải V-League hiện tại. Và hiện tại chưa đội nào đã vô địch 5 lần. Và Hà Nội là đội đầu tiên có 5 sao trên năm sau thì Hà Nội được chơi AFC. Thì cảm giác của anh là một cổ vũ thì sẽ là như nào? Thực sự là nghe được tin đấy thì riêng bản thân mình là rất là tiếc nuối. Tại vì mình nghĩ là AFC cũng tiếc cho Hà Nội không chơi ở AFC, tại vì là trong cái giải AFC ấy, thì cổ động viên của Hà Nội cũng đang tốt đen ở trong cái giải AFC đấy. Tất cả các trận đấu thì đều rất là đông khán giả, nhất là từ trận bán kết và chung kết liên khu vực thì là khán đài của thắng đấy lúc nào cũng full khán giả và cổ vũ rất chuyên nghiệp của bọn mình. Anh có thể nói thêm về cái kế hoạch chuẩn bị của hội cổ động viên mình ở ngày hôm nay được không? Thực ra đến bây giờ là đang bị vỡ kế hoạch, tại vì xuống đến đây là đã trận đấu đã diễn ra được 5 phút, cái đường nó xa, mình là sân vận động mới chưa tìm được. Thì hôm nay chúng tôi chuẩn bị tất cả mọi người đều mặc áo kinh người V-League và có băng rôn khẩu hiệu và một cái cờ kinh người V-League nữa, thì chúng tôi sẽ giơ lên. Ngày hôm nay thì cổ động viên Hà Nội đến rất là đông, khoảng 300 người. Thì bản thân câu lạc bộ đã có chuẩn bị gì cho hội cổ động viên hay không, hay hội cổ động viên tự chuẩn bị? Thực ra thì hội cổ động viên hai mùa năm nay của con trai Hà Nội nói riêng, không nói nói chung cả tất cả hội cổ động viên Hà Nội ấy, thì là đi sân khách là đều chúng tôi đều chuẩn bị tất cả mọi thứ, kể cả trận bình thường hay kể cả trận hôm nay. Ok, cảm ơn anh. Oh.